Cùng thức giấc với bản cập nhật 13.21 mới toanh nào. Phần lớn bản cập nhật này sẽ tiếp nối cho những thay đổi trong 13.20. Vậy, hãy cùng xem phiên bản này có gì mới nhé. Aurelion Sword được hưởng lợi rất nhiều trong phiên bản trước nhờ vào việc lăn cầu tuyết bị hạn chế hơn. Nhờ đó, khả năng thăng tiến về cuối trận đã đem về cho hắn rất nhiều chiến thắng. Vì vậy, phiên bản này sẽ giảm sát thương ở chiều quy, để sức mạnh của hắn về cuối trận sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào màn trình diễn ở đầu trận. Velvet, ở phiên bản trước chúng ta đã thành công trong việc khống chế nữ chúa hư không này, nhưng có vẻ như thay đổi này là hơi mạnh tay, do đó phiên bản này sẽ hoàn trả một phần sức mạnh cho ả. Cụ thể ở chiều E, uy quyền nữ chúa sẽ được giảm hồi chiều. Brand, mục tiêu của những thay đổi cho phiên bản này đó là cho phép Brand có thể sử dụng hiệu quả hơn ở những vai trò khác, cụ thể tăng tốc độ đánh ở cấp 1 và tốc độ đánh theo cấp, tăng giáp cơ bản, giáp theo cấp cùng với đó là tăng máu cơ bản và máu theo cấp. Ở nội tại thì tăng hệ số sát thương lên quái và sát thương tối đa lên quái mỗi đợt, còn ở chiều E bùng cháy sẽ bị giảm sát thương phép. Briar, sau những thay đổi trong rừng ở phiên bản trước, Briar nổi lên như một thế lực, vì vậy chúng ta sẽ phải giảm bớt khả năng thăng tiến sức mạnh khi lên sát thương để ngăn cô ta lăn cầu tuyết vượt tầm kiểm soát, cụ thể giảm tốc độ đánh theo cấp. Ở nội tại thì gia tăng hồi máu nếu mục tiêu chảy máu hy sinh. Còn với kỹ năng W cắn miếng nào, giảm sát thương vật lý cộng thêm khi tái kích hoạt. Caitlyn, lối lên đồ sát lực của cô nàng đã bắt đầu nổi lên và tạo ra một lối chơi khá ức chế. Vậy nên, sẽ có những thay đổi nhằm giảm bớt sức mạnh mà không làm ảnh hưởng đến lối chơi chí mạng của Caitlyn. Cụ thể, nội tại thiện xạ sẽ được tăng sát thương theo tỷ lệ chí mạng, còn ở chiều cuối thì tăng thời gian hồi chiều, giảm sát thương nhưng tăng sát thương cộng thêm theo tỷ lệ chí mạng. Dr. Mundo, do được hưởng lợi quá nhiều từ điều chỉnh trong phiên bản trước, vậy nên Mundo bắt buộc phải bị giảm sức mạnh. Vì vậy, kỹ năng E đập bầm dập sẽ bị giảm sức mạnh công kích cộng thêm. Hecarim còn được hỗ trợ để có thể tiếp tục phí nước đại trên đấu trường. Vậy nên, hắn sẽ được tăng sức mạnh công kích theo cấp, còn ở W, nhiếp hồn trận, thời gian tác dụng giờ sẽ là 5 giây thay vì 4 giây như trước. Jinx, chúng ta khá hài lòng với thay đổi cho Jinx trong phiên bản trước, nhưng nội tại của cô nàng thì hơi điên rồ quá trong những tình huống mà Jinx có thể tung hoành xuyên qua các căn cứ của địch. Vậy nên, nội tại cộng dồn hưng phấn sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp hơn. Cassante, những thay đổi cho Cassante trong phiên bản 13.20 dù đã đạt được rất nhiều mục tiêu nhưng lại không cho hắn ngưỡng sức mạnh như mong muốn, vậy nên chúng ta sẽ tiếp tục điều chỉnh thêm. Ở nội tại thì sát thương cộng thêm từ kho máu giờ sẽ là 45, 60 và 75% thay vì 35% như trước. Còn chiêu quy, thần khí Enterfall sẽ giảm máu cộng thêm để có thời gian thi triển tối thiểu và cập nhật lại mô tả. Ở kỹ năng W mở đường thì cú lướt rắc rối giờ sẽ không còn làm gián đoạn chiêu lướt giờ của Cassante khi vận sức bắt đầu, tăng thời gian vận sức tối đa và cập nhật lại mô tả. Còn với chiêu cuối chưa khô máu thì sẽ chỉnh sửa lại hồi máu và đặt lại đòn đánh khi Q và E giờ sẽ thi triển ngay lập tức. Leblanc, sau những điều chỉnh ở phiên bản 13.19, chúng ta đã hoàn thành được mục tiêu hạn chế lối lên đồ giao điện static của Leblanc. Tuy nhiên, lối lên đồ sức mạnh pháp thuật của cô lại đang gặp nhiều khó khăn. Chúng ta sẽ tăng sát thương về cuối trận của cô với những thay đổi như sau. Kỹ năng W biến ảnh sẽ được gia tăng sát thương phép. Ở kỹ năng E, sợi xích siêu phàm thì tăng sát thương khi hoàn thành kết nối. Master Yi đang có màn trình diễn hơi tệ cho phiên bản trước do những thay đổi về sức mạnh công kích trong rừng. Bởi vậy, sẽ có những thay đổi nhằm tăng sức mạnh từ những đòn đánh thường của vị tướng này. Cụ thể ở chiều E, võ thuật Wuju sẽ được giảm thời gian hồi chiều. Morgana, những thay đổi của Morgana trong phiên bản trước đã hoàn thành rất nhiều mục tiêu mà chúng ta đề ra, nhưng chưa thực sự đưa sức mạnh của cô nàng tới ngưỡng như mong muốn ở đường giữa và trong rừng. Vậy nên, W vùng đất chết sẽ được gia tăng sát thương phép mỗi giây và tăng hệ số sát thương lên quái. Ramoth được hưởng lợi cực nhiều từ phiên bản 13.20. Trong phiên bản này, chúng ta sẽ tập trung nhấn mạnh hơn nữa một số điểm yếu đầu trận của hắn vì tốc độ dọn rừng ban đầu của hắn đã nhanh hơn rất nhiều. Cụ thể thì kỹ năng Q, quả cầu tốc độ sẽ bị giảm sát thương phép, còn ở kỹ năng W thì giáp cộng thêm cũng sẽ bị giảm. Seraphine, mục tiêu của chúng ta là đưa Seraphine trở thành một tướng hỗ trợ và chủ lực ở đường dưới mạnh mẽ, vì đó là vai trò chính của cô và cũng là nơi mà người chơi muốn sử dụng cô. Tuy vậy, phiên bản này cần có một số thay đổi nhằm tới sức mạnh ở đường giữa của cô, dành cho số ít những bạn muốn sử dụng cô ở vị trí này, giảm khả năng hồi năng lượng cơ bản và hồi năng lượng mỗi cấp, giảm năng lượng cơ bản và tăng năng lượng theo cấp, cùng đó là tăng giáp cơ bản, giảm máu theo cấp và tăng tốc độ đánh theo cấp. Ở kỹ năng Q thì giảm thời gian hồi chiều và tăng sát thương, với kỹ năng W thì tăng năng lượng tiêu hao và giảm thời gian hồi chiều, tăng giá trị lá chắn cùng với đó là giảm hồi máu theo cấp đã mất. Cuối cùng ở kỹ năng E thì giảm năng lượng tiêu hao và tăng sát thương phép.
Tom Ken, vị tướng này đang hơi áp đảo trên đấu trường, vậy nên chúng ta cần phải điều chỉnh hắn một chút, cụ thể là giảm sát thương phép cộng thêm ở nội tại và tăng sát thương hoàn trả hồi chiêu của kỹ năng W. Varus đã bị thua thiệt một chút sau những thay đổi về lăn cầu tuyết trong phiên bản 13.20, vậy nên hắn sẽ được tăng sức mạnh để bù đắp trong bản cập nhật này. Cụ thể, kỹ năng W tên độc sẽ được tăng sát thương phép, còn ở chiêu E thì tăng hiệu ứng làm chậm. Zara là một tướng hỗ trợ mạnh mẽ trong thời gian dài, nhưng trước đây cô ta còn là một tướng đường giữa khá khỏe nữa cơ, vậy nên phiên bản này sẽ tăng tốc độ đánh ở cấp 1, điều chỉnh sát thương phép từ cây ở nội tại. Với kỹ năng Q bó gà chết chóc thì được gia tăng sát thương phép, còn ở kỹ năng E dễ cây trói buộc sẽ điều chỉnh lại sát thương. Thay đổi về trang bị và ngọc bổ trợ. Bảng dưới đây là những trang bị sẽ được điều chỉnh lại trong phiên bản này, các bạn có thể dừng video lại để theo dõi kỹ hơn nhé. Trang phục mới, những trang phục sau đây sẽ được ra mắt trong bản cập nhật này. Rumble tiệm trà ngọt ngào, Dinh tiệm trà ngọt ngào, Poppy tiệm trà ngọt ngào, Lulu tiệm trà ngọt ngào và cuối cùng là Syndra tiên hắc ám. Trên đây là những thay đổi về điều chỉnh mới nhất của phiên bản 13.21, hy vọng nó sẽ hữu ích với các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!